thôi. Cô đang chuẩn bị vô cùng. Vừa thi số 54, còn quý khách đó ạ. Thắng cuộc của nhân viên Trung Vàng sử dụng 51-5, đội tuyển 18-22. Huy chương bạc, Võ Quang Mạnh, Quảng Nam. Huy chương đồng, Bùi Thị Tâm, Tây Ninh. Và Trần Đình Lưu, Bình Thường. Đi, đi.